cui chửi bác, tôi chờ quá trời, tôi không nói một tiếng nào hết. Cô người tôi có giới thiệu bây giờ. Thế cô người của chị thì bên phía? Người tôi có giới thiệu. À dạ, mình từ từ, chờ. Một phút 30 giây cho em nói điều đi. Đừng nói là chậm. Đã mày nhiều mày gửi kêu gì nó mày yêu mày đi để xí lại ra được cái này tầm bao lâu nữa?
thương nữa. Thank you.